Trong khi phần lớn các sinh viên quốc tế ở Úc phải trả toàn bộ các chi phí cho việc học tập của mình, thì cũng có rất là nhiều học bổng hỗ trợ sinh viên trong các khoản chi phí trong thời gian học tập ở Úc. Rất đáng để tìm kiếm những học bổng như thế vì sự hỗ trợ đáng kể cho các bạn về vấn đề tài chính khi bạn theo ở Úc. Giá trị của học bổng du học Úc có thể bao gồm toàn bộ chi phí hoặc một phần học phí, hoặc là bao gồm các chi phí khác như là chỗ ở hay là sinh hoạt phí. Nộp hồ sơ xin học bổng là cách hay, nhưng bạn không nên đặt toàn bộ cái hy vọng của mình vào việc nhận học bổng, mà hãy luôn ghi nhớ rằng hầu hết các học bổng dành cho các sinh viên quốc tế đều dựa trên thành tích học tập và có tính cạnh tranh rất là cao. Vậy, bắt đầu tìm kiếm những học bổng du học Úc như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bạn nhé. Hãy lập một danh sách bao gồm tất cả những nơi có thể cấp học bổng và nhất định phải liên hệ hoặc theo dõi trên các trang web của họ để có thêm những cái thông tin hữu ích. Những đơn vị cung cấp học bổng phổ biến nhất là các viện giáo dục, các phòng ban thuộc chính phủ và các tổ chức cá nhân hoặc phi lợi nhuận khác cả ở Úc và ở ngay trên đất nước của bạn. Bạn bắt đầu công việc tìm kiếm các cơ hội học bổng càng sớm càng tốt. Hãy lập một danh sách bao gồm tất cả những học bổng mà bạn đáp ứng được, những điều kiện của họ, các khoản phí mà bạn sẽ được chi trả, những yêu cầu khi nộp đơn xin học bổng và hạn nộp hồ sơ. Biết trước hạn nộp hồ sơ là một điều tốt cho bạn, bởi vì các hạn đóng đơn thường khác nhau rất là nhiều. Xem xét toàn bộ các điều kiện của mỗi một học bổng trước khi nộp đơn xin học bổng. Có một vài học bổng chỉ dành cho các sinh viên quốc tế từ một số quốc gia nhất định, trong khi một số khác có thể chỉ liên quan đến một khóa học, một lĩnh vực cụ thể hay là một cấp học nào đó. Nhiều học bổng khác nhau có các yêu cầu học thuật rất cao vì có một vài học bổng chỉ dành riêng cho học sinh quốc tế đã hoàn thành top 11, 12 năm học phổ thông tại Úc. Sau đây là thông tin học bổng du học Úc tại các trường ở Úc. Cao đẳng Aylesbury, học bổng 10 tuần tiếng Anh cho tất cả các chương trình, học bổng 10%, 20% và 50% cho chương trình trung học phổ thông lớp 10, 11 và 12, học bổng 10%, 20%, 50% cho chương trình dự bị đại học. Điều kiện Aylesbury sẽ xét học bổng dựa trên kết quả học tập của sinh viên ở năm gần đây nhất khi còn theo học ở quê nhà. Thứ hai là học bổng của tập đoàn giáo dục Navitas, học bổng du học Úc trị giá 30% học phí cho tất cả các khóa học. Điều kiện là hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12, GPA tối thiểu 7.5, IELTS 5.5 và không có kỹ năng nào dưới 5.5. Học bổng 5.000 đô la Úc cho chương trình trung học phổ thông lớp 10, 11, 12. Điều kiện GPA 8.0 phỏng vấn với đại diện trường bằng tiếng Anh. Học bổng hữu nghị 2.500 đô la Úc cho chương trình trung học phổ thông lớp 10, 11 và 12. Điều kiện đủ điều kiện nhập học chương trình này. Học bổng 10%, 20%, 30% học phí. Điều kiện GPA lớp 11 và 12 tương đương với 7.5, 8.0 hoặc là 8.5. Học bổng của trường SIPT, học bổng khóa dự bị đại học và cao đẳng trị giá 2.500 đô la Úc, nhập học vào trường SIPT kỳ tháng 10 năm 2016 và tháng 2 năm 2017. Học bổng của Đại học Central Queensland, học bổng 20% học phí cho các khóa cử nhân thạc sĩ, điều kiện là GPA lớn hơn 7.5. Mọi thắc mắc về học bổng của các trường tại Úc, các bạn hãy liên lạc trực tiếp với các tư vấn của chúng tôi theo số điện thoại 0838484879 để các bạn có thể cập nhật được mọi thông tin học bổng mới nhất. Hoặc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Chúng tôi không có một chi nhánh nào ngoài Hà Nội, chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.